soi kèo bóng đá hôm nay giữa Crystal Palace với Burnley diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 30 tháng 6 tại sân Selhurst Park, Premier League 2019-2020. Bất lực là những gì để nói về hành trình của thầy trò huấn luyện viên Hojsjön trong chuyến đến làm khách trước Liverpool ở vòng đấu vừa qua và phải nhận lấy trận thua muối mặt với tỷ số 0-4 ra về. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà kết quả của nó đã được dự báo từ trước và người hâm mộ của Crystal Palace cũng không có quá nhiều điều phải chê trách đội bóng con cưng của mình khi đội chủ nhà đang nóng lòng mong đợi từng ngày từng phút để nâng cao chức cúp vô địch lần đầu tiên trong lịch sử. Trận thua này đã khiến cho Crystal Palace rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League với 42 điểm, hiện đã để cho vị trí thứ 5 của Hove bỏ xa lúc này đã là 10 điểm, nhưng thi đấu muộn hơn ở vòng 32. Đến với vòng đấu tiếp theo, Crystal Palace sẽ quay về thi đấu trên sân nhà và đón tiếp Burnley đến làm khách. Dẫu cho vừa phải nhận lấy trận thua đến 4 bàn không gỡ, nhưng đừng quên đó chỉ mới là trận thua duy nhất trong 5 vòng đấu gần đây của The Eagle, còn lại họ có cho mình đến 4 chiến thắng trước đó. Với phong độ vẫn đang khá tốt như hiện nay, và cùng với đó là lợi thế rất lớn đến từ sân nhà, thì chỉ cần đội bóng của huấn luyện viên Hojsjön thi đấu đúng với thực lực của mình, thì một chiến thắng sẽ không phải là việc gì quá khó đối với họ. Cần biết trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Crystal Palace chỉ mới để thua duy nhất một trận ngay trên sân nhà đối thủ, còn lại có cho mình đến 4 chiến thắng. Đây cũng sẽ là trận đấu đầu tiên mà họ được chơi trên sân nhà của mình, từ khi Premier League trở lại vì đại dịch Covid-19. Phía bên kia sân, Burnley gặp khá nhiều may mắn hơn so với Crystal Palace khi ở vòng đấu vừa qua họ được chơi ngay trên chính sân nhà của mình và chỉ phải đón tiếp một đội bóng chỉ đang đứng dưới đáy bảng xếp hạng như Watford đến làm khách. Tất nhiên, chiến thắng đã thuộc về đội bóng chủ sân Turf Moor với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Dai vẫn chưa thể nào thuyết phục được người hâm mộ khó tính khi họ phải chật vật đến những phút 70 thì Rodriguez mới có màn thắng duy nhất cho đội bóng của mình và cũng ít phút sau đó chân sút 30 tuổi cũng phải rời sân vì chấn thương. Với 3 điểm vừa có được thì Burnley vẫn đang đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League với 42 điểm, hiện chỉ đang kém vị trí của đội chủ nhà ở trận này về hiệu số bàn thắng. Bước vào chuyến hành quân lần này, điểm qua 5 trận đấu gần đây nhất, thành tích mà Burnley đang có được lúc này là 2 chiến thắng, 2 trận hòa và để thua 1 trận. Tuy ở thời điểm này, phong độ của họ vẫn đang khá ổn định, nhưng không phải vì vậy mà người hâm mộ của Burnley lại có thể yên tâm quá nhiều. Cần biết ở thời điểm này, thì đoàn quân của huấn luyện viên Dai không phải là cái tên mà giới mộ điệu có thể đặt niềm tin khi phải thi đấu xa nhà. Cụ thể trong 6 trận sân khách mới đây, họ chỉ mới có 2 chiến thắng, còn lại 1 trận hòa và để thua đến 3 trận, đó là chưa kể trong 5 lần gần nhất đến làm khách tại Selhurst Park thì Burnley chỉ mới có vỏn vẹn 1 chiến thắng duy nhất, còn lại 1 trận hòa và để thua đến 3 trận ra về. Dự đoán kết quả Crystal Palace với Burnley. Dự đoán tỷ số 1-0. Chọn kèo châu Á, Crystal Palace chấp đồng nửa. Chọn kèo tài xỉu, xỉu 2 trái rưỡi. Chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi bet banh. Đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.